Xin chào anh em, chào em quay lại với kênh xe 24 dầu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video sau này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Hyundai Creta. Với video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Hyundai Creta, đó là bản cao cấp, bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất khi mà sang đầu tháng tư này đang có như nào thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hai thức giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Creta bản cao cấp ạ. Nó sẽ là bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Creta anh em nhé. Với giá lên của chiếc xe này đang là 730 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 740 triệu nhầm nha Tức là cộng thêm 10 triệu đấy ạ Vậy thì chiếc xe Hyundai Creta bản cao cấp này Lát máy nội đang là 850 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 269 triệu Còn tỉnh thì đang là 817 triệu Trả góp thì đang là 236 triệu ạ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 835 triệu. Trả góp thì đang là 254 triệu ạ. À. con Còn em muốn đưa giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, thời gian ra xe ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nha. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Creta bản đặc biệt ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 670 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 680 triệu ạ. Tức là cộng thêm 10 triệu nữa anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Creta bản đặc biệt này Lan Bánh Nội đang là 783 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 249 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 751 triệu. Trả góp thì đang là 217 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 769 triệu. Trả góp thì đang là 235 triệu ạ. À. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi số hàng như nào thì anh em điền tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để gửi đại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Hyundai Creta bản tiêu chuẩn ạ. Với giá niêm yết của xe này đang là 620 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 630 triệu nhầm nha. Tức là cộng thêm 10 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Creta bản tiêu chuẩn này năm ánh nội đang là 727 triệu. Còn trả góp thì đang là 232 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 696 triệu Trả góp thì đang là 202 triệu ạ à. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 714 triệu Trả góp thì đang là 219 triệu ạ à. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Hyundai Creta Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai. Cũng như các xe khác nhau. Như Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW. Cũng như rất nhiều xe trên trường Việt Nam. Để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok Sếp, em đã dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này.